Về rồi đấy à? Mẹ xem phim gì đấy? Có khi nào mà mẹ nghiệt ngã như cái bà mà buộc cái khăn trên đầu cái không nhỉ? Sao tự nhiên mẹ hỏi thế? Thật mà. Con xem ấy, cả cái nhà rộng như thế này, một ngày có mỗi mình mẹ đi ra đi vào, bố thì đi công tác suốt, con thì đi làm từ sáng đến đêm mới về. Cái Lan cũng dọn ra khỏi nhà rồi, mẹ nghĩ là nó lấy cớ hàng xóm rẻm pha thôi, chứ nó muốn ra ngoài ở luôn đấy. Mẹ, mẹ lại càng nghĩ rồi đấy. Thật mà, lúc nãy mẹ gọi điện thoại nó có nghe đâu. Mà con cũng biết tính chị con rồi, nó có bao giờ quan tâm đến những lời rèm pha đâu. Bố mẹ nói, nó còn để ngoài tai nữa là. Thôi mẹ cứ kệ chị, coi như là chị cho chị ra ngoài đổi gió vài hôm, chán bà lại về mà. Với cả con thấy bảo là chị đang ở bên nhà bạn cũng vui vẻ thoải mái lắm, chứ không phải là giận dỗi gì đâu. Thế thì con tích cực giữ liên lạc với chị nhá. Dạ vâng. Mẹ bây giờ cũng chỉ mong các con sống khỏe mạnh, vui vẻ thôi. Chứ thực ra mẹ cũng không đủ tự tin để có thể hướng dẫn các con, chỉ bảo các con hay lo lắng các con như hồi còn bé nữa. Mọi thứ vượt xa khả năng của người mẹ này rồi. Cái gì đúng, cái gì sai, mẹ cũng không phân biệt được nữa. Sau này mẹ tôi tiện trầm mặc u sầu đấy. Hôm nay cứ bình thường đi, mẹ như này có lo đấy. Bình thường là thế nào? Cứ như bình thường ấy, cứ đi ra đi vào nói cả ngày, xong rồi ép con ăn, ép con uống, không ép được là mắng. Đấy, đặc sản của bà Giang là phải có mắng. Bố anh. Đấy. Tôi làm gì mà đến hung hãn như thế? Đấy, mẹ cứ mắng như thế nghe nó còn dễ chịu hơn. Trầm mặc u sầu lo lắm. Mẹ này, dù có thể là con với chị Lan sống khác với bố mẹ mong đợi, nhưng mà con tin là cả con với chị đều cảm nhận được tình yêu to lớn mà mẹ dành cho bọn con. Nhưng mà cũng có thể là có lúc bọn con bướng, xong rồi nói lời khó nghe là mẹ suy nghĩ là mẹ buồn. Nhưng mà bọn con cũng giống như mẹ thôi, đều không muốn làm người thân của mình phải tổn thương. Mẹ yêu nhiều quá cũng khổ. Chính ra đôi khi yêu nhiều quá lại thành làm khổ nhau ấy. Chắc đấy là bệnh gia truyền. Thôi, không xem phim này nữa. Con tìm phim chữa lành xem đi.